Thưa quý vị, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều tỉnh thành đã tiếp tục phải cho học sinh nghỉ học, dù trước đó đã thông báo đi học trở lại từ đầu tuần này. Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, thì hiện có 63 tỉnh thành đã cho học sinh nghỉ đến hết ngày 15 tháng 3. Trong đó, 7 tỉnh, thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thừa Thiên Huế, Sơn La và Tiền Giang đã cho toàn bộ học sinh từ mầm non tới trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 3. Ở các tỉnh thành còn lại thì học sinh trung học phổ thông vẫn đi học trở lại từ hôm qua. Riêng Tuyên Quang, Vĩnh Long thì chỉ cho học sinh khối 12 đi học. Đối với đại học thì hiện còn 24 trường đại học chưa có kế hoạch đi học trở lại trong tháng 3. Ngay từ đầu tháng 2, sau khi học sinh các cấp phải nghỉ để tránh nguy cơ lây lan của COVID-19, thì việc dạy và học trực tuyến đã được nhiều trường áp dụng, kéo dài đến tận bây giờ. Và để tăng thêm một lựa chọn nữa cho các em học sinh, thì nhiều địa phương đã triển khai thêm cả việc dạy học trên truyền hình. Và nếu ai nghĩ rằng việc dạy học trên truyền hình với thời lượng chỉ khoảng 20-30 phút là ít vất vả hơn dạy trực tiếp, thì có lẽ đã nhầm. Như tại Nam Định, một trong những địa phương áp dụng việc dạy học trên truyền hình đầu tiên trong mùa dịch này, thì để có một bài giảng tốt cũng như không phải làm điều dễ dàng. Mỗi giáo viên đã phải chuẩn bị liên tục suốt cả tuần và ngày nào cũng từ sáng tới tối. Bên cạnh việc phải tổng hợp kiến thức sao cho cô đọng nhất, vì thời lượng dạy có hạn, thì các giáo viên cũng cùng tham gia với các kỹ thuật viên dựng video để có một sản phẩm dễ tiếp thu nhất với học sinh. Thật ra thì trước mắt này, trong cái đợt dạy này thì gồm 2 tuần. Vậy thì mình cũng phải tính toán xem trong 2 tuần đấy mình sẽ ôn tập cho các con những vấn đề gì. Trong quá trình thực hiện thì chúng tôi cũng cố gắng là chia thành những chuyên đề cơ bản, cô đọng các kiến thức dưới dạng một chuyên đề và các hướng dẫn một số bài tập điển hình của các dạng bài tập đấy để các em có thể qua đó nhớ lại được các kiến thức của mình đã học cũng như là kỹ năng làm bài. Còn tại thủ đô Hà Nội, bắt đầu từ ngày hôm qua, việc dạy học trên truyền hình cũng đã được áp dụng dành riêng cho học sinh lớp 9 và 12, đối tượng có nhiều lo lắng nhất vì còn phải vượt qua kỳ thi cuối cấp ngay sau khi đi học trở lại. Khác với Nam Định thì chương trình dạy trên truyền hình tại Hà Nội không chỉ là ôn tập mà còn dành cả thời lượng cho các kiến thức mới. Tại một trường quay của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào sáng sớm, ekip làm truyền hình cùng các giáo viên đã có mặt để ghi hình số phát sóng đầu tiên của chương trình dạy học trên truyền hình dành riêng cho học sinh lớp 9 và 12. Chúng tôi chỉ đạo cho đội ngũ cán bộ giáo viên này xây dựng cái bài giảng trên chuẩn kiến thức kỹ năng theo quy định của chương trình Bộ Dục Đào tạo. Và đây là những bài mà các em sẽ được tiếp thu những kiến thức mới trong chương trình mà ở các lớp các em theo học. Đây là những giáo viên có kinh nghiệm trong giảng dạy các môn học được Sở Giáo dục Đào tạo tuyển chọn từ các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố. Để chuẩn bị cho một tiết học trên truyền hình, các thầy cô cũng phải chuẩn bị giáo án và tâm lý kỹ càng hơn so với trên lớp. Rõ ràng là sự bỡ ngỡ, ánh đèn, vân vân, các thứ cũng sẽ làm cho thầy cô cảm thấy chưa được tự tin. Thầy không nắm bắt được tình hình học sinh một cách kịp thời, trình độ học sinh cũng khác nhau. Các bài dạy trên truyền hình có thời lượng khoảng 30 phút mỗi môn. Đây là các bài học được ôn tập lại và tiếp nối chương trình dạy và học trong chương trình lớp 9 và lớp 12. Đối với học sinh lớp 9 gồm các môn ngữ văn, toán và tiếng Anh. Đối với học sinh lớp 12 gồm các môn ngữ văn, toán, vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân và tiếng Anh. Và chiều ngày hôm qua, số đầu tiên đã chính thức lên sóng. Các trường học cũng chủ động thông báo cho phụ huynh và học sinh để đón xem. Mà sau khi một cái tiết học trên truyền hình như thế này thì em cảm thấy nó rất là bổ ích cho bọn em. Nếu mà theo em thì 30 phút thì cũng khá là ít ạ. Trong cái thời gian tới đây, khi tùy theo cái tình hình thực tiễn của dịch bệnh cũng như là cái nhu cầu về ôn luyện của các em học sinh thì sẽ tiếp tục có các cái hình thức phù hợp để phục vụ cái việc học tập của các em. Trước mắt thì hiện tại chúng tôi bố trí vào 2 cái khung giờ buổi sáng buổi chiều phục vụ cho khối 9 và khối 12. Trong cái thời gian tới đây có các cái hình thức phù hợp để phục vụ cái việc học tập của các em. Mặc dù sẽ có những hạn chế, nhưng theo các chuyên gia, trước diễn biến phức tạp của mùa dịch COVID-19 thì đây là phương án nên được triển khai để giúp cho các em có thể ôn tập và lĩnh hội kiến thức khi phải nghỉ học dài ngày. Học sinh có thể học trực tuyến trên website hanoitv.vn hoặc xem lại trên ứng dụng app Hà Nội Clicks.
Thực ra thì ý nghĩa lớn nhất của việc dạy học trực tuyến hay là qua truyền hình đó là để học sinh không bị đánh mất thói quen học tập trong suốt kỳ nghỉ dài. Nếu không, khi đi học trở lại thì độ ì sẽ rất lớn. Tuy nhiên, với các học sinh nhỏ tuổi như là cấp 1 thì việc học tập tại nhà sẽ gặp nhiều khó khăn hơn và phụ huynh bắt buộc sẽ phải trở thành những người thầy, người cô thứ hai, những người trợ giảng để các con vẫn hứng thú với việc học tập. Mày mò công nghệ để dạy con là việc mà nhiều bố mẹ đang tập làm. Xin chào tất cả các bé. Chị là Phương Thảo. Hôm nay chị rất vui được đọc cho các bé nghe một câu chuyện vô cùng thú vị mang tên Gã khổng lồ ngốc nghếch. Từ ngày các con nghỉ học, sau khi tan ca về nhà, chị Thảo lại tự mày mò thiết kế những bài giảng tiếng Việt cho con gái đang học lớp 1 của mình. Các bài học đánh vần đều được chị chuyển thể thành thơ, thậm chí còn được minh họa hoạt hình qua phần mềm mà chị tìm kiếm được. Những clip mà chị tạo ra không chỉ tạo hấp dẫn trong học tập cho con mà còn thu hút được nhiều sự quan tâm của các phụ huynh trên kênh YouTube của mình. Đối với mình thì mình chưa bao giờ coi là công nghệ là kẻ thù cả. Bởi vì là nếu như mà coi nó là kẻ thù thì mình phải chiến đấu với một cái kẻ thù lớn mạnh như vậy thì rất là vất vả. Thế nên là kể cả trong những cái giai đoạn bình thường hay là trong lúc này thì thay vì việc là mình chiến đấu với nó thì mình hãy thiết kế những cái hoạt động phù hợp, bổ ích, lý thú để mà mình lôi kéo được con mình vào. Khi kỳ nghỉ dịch kéo dài, nhiều cha mẹ sẵn sàng đánh đổi, lạm dụng công nghệ như một phương thức để trông trẻ mà không thực sự hiểu hậu quả mà nó đem lại. Biến bất lợi thành thuận lợi, chị Hà đã theo học một khóa về thiết kế phim hoạt hình 3D cho trẻ, để rồi tự mở lớp học miễn phí giới thiệu phương pháp giáo dục đặc biệt này cho nhiều phụ huynh khác. Khi mà các mẹ sợ cái trường hợp là con sử dụng máy tính hay iPad hay điện thoại không đúng mục đích, đấy là chẳng qua các mẹ chưa bao giờ hướng con vào cái cách dùng. Thì mình đi tìm cái cách dùng để làm sao cái công cụ đấy hỗ trợ con. Chính cái giáo trình tiếng Anh mà con học ấy, giáo trình nào cũng có một đoạn hội thoại nhất định. Thì các bạn ấy sẽ tạo ra đoạn hội thoại cho nhân vật đấy, cùng ngữ cảnh đấy. Và sau đấy 2 tiếng sau là các bạn, mẹ có thể tạo ra một câu chuyện, truyện tranh hoặc là một bộ phim hoạt hình rồi. Phụ nữ hay đàn ông thì cũng đều phải là phát triển bản thân mình. Thì nhất là mùa dịch này thì các con được nghỉ nhiều. Đây cũng là một dịp các mẹ có thể dạy các con được nhiều hơn. Mình có thể chọn một nhân vật rồi bấm vào nó cho những hoạt động mà mình muốn vào, thu âm nhạc hoặc là tiếng của mình vào để nó phát ra. Khi tiếp xúc với những phần mềm dạy học hay phương pháp học tập online, nhiều phụ huynh không khỏi bỡ ngỡ khi cùng các con học trên nền tảng ứng dụng mới. Thế nhưng, việc bố mẹ chủ động thay đổi, đón đầu công nghệ bằng cách dấn thân tìm hiểu sẽ biến nó trở thành người bạn đồng hành hữu ích với trẻ trong mùa dịch.